chúng ta xin mời ban cố vấn đi, chúng ta muốn xem như thế nào để gợi ý cho hai cô gái ạ. Bạn số 1, cái màn hình của bạn là hình đó, hình của bạn đó hả? Dạ đúng rồi. Ủa mà sau lưng có ai quay phim bạn vậy? Dạ đây là cái bức tường ở một cái rạp phim mà. Mà không, bạn này cũng biết diễn đó. Tấm này ai chụp diễn, cho bạn? Diễn rất là tự nhiên. Dạ, đây là bạn của em chụp ạ. Bạn trai hay bạn gái? Dạ bạn nữ làm chung công ty ạ. Hai bức hình nãy giờ trên điện thoại của bạn thì em thấy bạn là một người rất là sao chụp hình rất là nghệ thuật á, rất là biết chụp hình gốc hình đồ á. Bạn em chụp cho em đẹp vậy rồi em chụp lại có đẹp không hay xấu quá à? Em chụp lại thì rất là đẹp ạ. Ai cũng khen em chụp hình đẹp. Đâu cái tấm mà em chụp lại bạn em đâu? Đồ ăn kia. Ôi tập gym đồ ha. Wow. Ôi đẹp chụp, đó, đẹp đó. Chụp lại đó hả em? Dạ em chụp lại cho một người chị ở bên xấu lắm nha. Cái này em chụp bằng máy cơ đúng không? Chụp cho người chị mới xấu, chụp cho người gái đẹp hơn. Em chụp bằng điện thoại của em ạ. Chụp bằng điện thoại luôn hả? Vậy là cái điện thoại em nó có chế độ mờ phông, đúng rồi. Mờ phông rất là đẹp. Tại vì các bạn nữ biết không, mình đó là con gái, nếu mà mình đi chơi với một người bạn trai mà có biết khiếu chụp hình thì mình sẽ có những tấm rất là đẹp để mình post Facebook hoặc là lưu lại cảnh khoảnh khắc hai người. Em bé ăn kem là ai vậy? Con dạ, em hả em? Dạ đây là cháu của em ạ. Con của chị hai em. Cháu. Bụng em có 6 múi không em? Dạ không ạ, có 1 múi thôi. Có 1 múi vậy sao anh thấy em đăng mấy cái tấm hình mà người ta đang tập bụng á? Đó, lưu lại động tác để tập đúng không? Dạ, dạ đúng rồi, động tác để em tập ở nhà. Kéo lên tí nữa lên. Em không có thời gian á để... Không, rất là tốt, vừa đi lên làm nữa. Mà cũng biết giữ gìn sức khỏe và thân thể của mình. Đâu bây giờ chuyển qua tin nhắn đi, coi coi là tin nhắn thời gian gần đây coi có cô nào có đúng như lời của bạn này nói không? Dạ, đừng có vô đây. Tin nhắn nha. Lướt. Hưng Thịnh lướt thôi, đúng rồi, lướt. Anh Ngà. Anh Ngà lúc này khỏe không em? Khỏe. Rồi ra em cho chị coi giờ báo thức đi. Rồi coi. Báo thức. Ôi, thức sớm vậy, 3 giờ mấy? Dạ, đi làm nghệ thuật mà. Nói chung là cái giờ thức trễ nhất của em là 9:40. Dạ là về quê đó chị. Bạn nói là bạn làm phim, bạn làm nghệ thuật. Vậy thì có những cái phim nào hoặc những cái chương trình nào bạn từng làm không? Bạn có thể kể tên cho mọi người biết không? Dạ là Bí ẩn song sinh, Thư về miền Trung. Thư về miền Trung chỉ có bí ẩn song sinh. Bí ẩn song sinh là của truyền thông Bi làm luôn mà. Đúng rồi. Thì em ơi, em là nhân viên của công ty truyền thông Bi hả? Dạ. Em là người nhà. Em khai thiệt. Dạ, đúng rồi, hình như là nhân viên rồi. Thương về miền Trung cũng Bi luôn nè. Đó. Đúng rồi. Còn gì nữa? Người nhà mất đi. Để nghe thằng nhỏ trả lời đi em. Em là người trong ekip và tại hôm nay muốn đến đây để tìm một nửa của mình cho nên em mạo muội xin phép lên đây ạ. Dạ. Người chị hướng coi người ta được ghép đôi ghép cặp mê. Phía sau mới quay thôi. Ngày hôm nhiều nay trèo ra trước ngồi liền. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ qua anh chàng số 2 nè. Em mở hình ảnh lên đi em. Đó. Đi mua kem. Xem vô nữa nha. Không xem vô nữa. Ủa em những cái cung đường đó là gì vậy em? Đây là lúc em đang học ở quốc phòng ạ. Học luật thì cái khó khăn nhất của học luật là cái gì em? Khó khăn nhất của học luật là phải nhớ nhiều các điều luật, các chương, các nhớ các chương để mình nói đó phải không em? Vâng ạ. Ở nhà em mấy anh em? Em có em đầu và em thứ hai, em gái ạ. Tay em đẹp quá ha. Ủa cái bàn tay của em hả? Tay nhưng gái xinh. Bạn ơi, cho coi lại cái câu này bạn tải bây giờ câu gì á? Đừng lợi dụng những người yêu quý bạn, đừng nói rất bận với những người bạn đã từng giúp đỡ, đừng lừa dối những người thật sự tin tưởng bạn và đừng quên những người luôn luôn nhớ tới bạn. Cảm ơn bạn. Ủa tại sao mình lại thích những cái câu này hay sao bạn? Vì em thấy hay mà em hay lưu về mấy cái câu kiểu này để kiểu lúc tâm trạng thì đọc chung. Mình tự mình học hỏi là mình chấn tĩnh lại cái tâm lý của mình phải không? Dạ đúng rồi. Ủa cái lễ hội đó em đi lễ hội gì vậy? Đây là đền ạ, đền ở quê ạ. Đền ở quê, đền đẹp quá ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn số 3 nha. Bạn số 3 ơi, muốn xem gì? Ban cố vấn ơi. Coi hình ảnh đi anh trai. Rồi lướt nhanh. Hình con gái không? Hình con gái không? Phản đối. Tại sao chụp hình con gái không vậy?
Dạ. Không, mấy bạn gái trên mạng không à. Đúng rồi, cái mấy bạn này là mấy bạn ở trong team idol em support thôi à, chứ không phải là à, chị hiểu. Có nghĩa rồi. Là em quản lý tất cả các bạn sẽ livestream đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Con mèo đó của em hả em? Dạ, con mèo này là trước em quản lý con mèo đó luôn hả? Em nhưng mà sau đó thì bây giờ đã gửi cho kiểu như là cho một bạn rồi. Ngọc Hương, em có thích nuôi mèo không? Dạ cũng, em cũng có nuôi mèo. Quê của em ở đâu? Dạ, quê em gốc là người Quảng Ngãi à. Ồ, Quảng Ngãi. Bây giờ thì chúng ta đã xem được những cái bên trong chiếc điện thoại rồi. Thì bây giờ chúng ta xem ba bức ảnh selfie nha. Để xem coi hai cô gái dưới đây sẽ lung la như thế nào. Xin mời ba bức ảnh. Em ơi, bị đập đầu vô cái cột rồi em. Em đau quá, em đang giận đó hay sao em? Số 1. Dạ không ạ, đây là em tạo dáng. Ai sẽ tạo dáng đó hả? Ai chụp cho em đẹp vậy? À, cũng là cái đập chiếc phim đó luôn ạ, à, cùng người bạn. À, cái bạn bạn biết sao không? Cái người chụp hình này cho bạn có tâm lắm á. Dạ. Chắc cũng làm trong cái team nghệ thuật về máy móc rồi về chụp đẹp lắm. Dạ đúng rồi ạ. Còn cái em số 2 có cái bờ gáy đẹp. Số 2 tóc tai gọn gàng nè, phú quốc kem khắp kiểu. Chụp đẹp em lại. Số 2 em chụp tấm này lúc em đi cắt tóc hả em? Cà phê anh ơi, ngồi cà phê. Chụp lúc sân bay. Đây là sân bay đúng không? Sân bay à, sân bay đúng rồi. Ngồi cà phê sân bay. Số 3 này phải chơi quá nè. Cho nên bận đồ cũng thời trang nữa. Phong cách. Mang đôi giày đẹp hơn Minh Xù. Rồi bây giờ mình thấy được ba bức ảnh này rồi, mình có ý kiến gì không nè? Ừ. Mình có thể Hương ấn đi. Tượng với bức ảnh nào Hương? Sao Hương thấy sao em? Em thấy bạn số 3 ý là ăn mặc nó hơi khác em, tại em thì không có diện lắm á. Em thấy là bạn này cũng khá hợp với Hương, tại vì bạn này bạn lanh á, bạn có thể tư vấn cho em rất nhiều thứ, tại vì bạn cũng làm quản lý các bạn nữ để livestream mà đúng không? Sắp nhưng mà cũng một phần là kia. Em thấy môi trường làm việc như vậy nó hơi phức tạp. Không, phức tạp sai, không em? Nói vậy là sai không? Rồi. Không, môi trường nào cũng phức tạp như nhau. Hai bạn nữ chúng ta cũng có quyền chọn cùng một bạn nam. Đồng ý. Có quyền. Nếu mà bây giờ Hương cảm thấy thích bạn số 2 hay là bạn số 1, bạn số 3, nói chung là thích bạn nào thì chọn bạn đó thôi. Mình chọn luôn cái bạn của bạn này thích cũng được. À, tất cả mọi thứ đều là ẩn số, bởi vì sao chúng tôi sẽ phải nghỉ với lao để hai cô gái này suy nghĩ tí xíu. Chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Tình yêu. Và bây giờ thì là thời gian của hai cô gái đưa ra sự chọn lựa của mình. Bây giờ hai cô gái đưa ra quyết định của mình là mình ấn tượng với chàng trai nào trong ba chàng trai còn lại ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn sẽ còn một vòng nữa để khám phá nhiều hơn về các chàng trai này luôn, và có cơ hội gặp mặt luôn các chàng trai này, cho nên là quyết định kỹ nha. Xin mời bạn Tư Anh trước đi. Dạ, em vẫn giữ quan điểm ban đầu của em là em ấn tượng với anh số 2. Chúc mừng số 2, đi số tiếp. Số 2. Giây phút quan trọng bắt đầu. Anh Hiếu hay là anh số 3 đây? Số 3. Cương không có gây rối, để bạn suy nghĩ. Chúng ta phải cảm nhận từng con tim của chúng ta này, để em rung động như thế nào, em thích thú như thế nào. Giờ mình dò lại cái tần số của mình. Tần số của mình coi nó có cùng hay không. Em cảm thấy em thích hợp với anh số 1. Thích số 1 không? Trời ơi, số 1 rẻ hơn. Rồi. Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng ba bức ảnh thật của ba chàng trai, nhưng hai cô gái thì không được xem. Xin mời hai cô gái bước lên sân khấu và quay mặt lại đây. Cho dù có bất kỳ điều gì sắp sửa xảy ra, các bạn nhớ là các bạn phải hướng mắt về phía này, không được quay không được quay lại nha. Và bây giờ xin mời ba bức ảnh. Trời ơi, giờ này mà không giấu mặt nữa. Ông số 1 tàu lao lắm nha. Hình như ông có chụp ông ảnh. Ông số kẹo ạc ạc hoài nha. Tới giờ chụp này mong còn ạc luôn nữa. Rồi, trời ơi, bạn cái số 3 dễ thương, có mặt cưng quá à. Bà sữa luôn kìa. Số 2 dễ thương tuổi nha. Bạn số 3 nhìn lanh dễ sợ luôn. Số 3 nhiêu tuổi nhiều em? Tuổi em. Dạ, em 22 tuổi à. 22 tuổi. 22, cái mặt trẻ cô cưng quá. Hiếu năm nay em nhiêu tuổi Hiếu? Dạ, em 21 à. 21. Số 2 nhiêu tuổi? Dạ, em 20 à. 20, 20, 21, 22 luôn. Bởi vì học luật sư là phải rồi. Già dặn đỉnh đạt. Đẹp trai. Hai bạn ngồi đây đều 19 hết. Ba bạn trai bạn nào cũng rất tuyệt vời. Số 1 sao các bạn? Số 3 sao các bạn? Nè, ghê hơn nữa nè. Số 2 sao nè?
tại chỗ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai số 3 để xem trai ấy là ai và như thế nào nhé. Xin mời. Wow, đẹp trai quá. Đẹp trai dễ thương rồi. Em ơi, dễ thương quá. Nhìn xuống dưới đó nè, mình thấy hai bạn nè, mình biết bạn nào là bạn Tư Anh, bạn nào là bạn Ngọc Hương không? Mình chỉ cần chỉ thôi. Là bạn bên này, bạn Tiết Anh là bạn bên này. Đúng rồi, quá hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bạn chia sẻ về cái cảm nhận đầu tiên khi mà mình bước em ra. Em ơi, khoan đi, em có muốn đứng kế anh Minh Xù để coi chiều cao như thế nào không? Tất nhiên rồi, anh cũng rất đồ, là thích. Tự tin liền đi chứ. Đó, nãy giờ muốn okay. Không? Đó, vậy thật sự ra là... Hai Lady and gentlemen, cao cũng ngang nhau được. Bạn hôm nay ra đây ai cũng thấy là em rất là dễ thương, rất là đẹp trai, ăn nói thì rất là lanh lợi nữa. Nhưng mà tiếc quá, mình không có được hai cô này chọn đến cuối chương trình. Dạ, cảm giác sao? Dạ thì cũng hơi buồn một tí xíu nhưng mà không sao. Ví dụ bây giờ mình có thể không làm người yêu được thì mình có thể làm bạn. Đúng rồi, và biết đâu những cô gái đang xem chương trình này cảm thấy thích bạn thì họ sẽ tìm hiểu và họ sẽ kết bạn với bạn và biết đâu người cũng sẽ tiến tới một cái tình cảm gì đó nó hơn cái tình bạn thì sao, đúng không nào? Dạ, từ trước tới giờ là em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, trước đến giờ là em có 2 mối tình và mối tình gần nhất cách đây là 1 năm. Vì lý do công việc với bạn lại là mâu thuẫn xảy ra giữa hai người quá nhiều nên là chia tay. Ai là người quyết định chia tay? Cả hai im lặng. Cảm ơn bạn và chúc bạn thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình nhé.